giá lúa gạo hôm nay xin chào quý bà con. Mến chúc bà con một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Giá lúa gạo thay đổi liên tục, nên quý bà con hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo mỗi ngày, để khi lúa gạo thay đổi giá, bà con sẽ nhận được thông tin nhanh và chính xác nhất trên thị trường. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Giá lúa gạo hôm nay 12 tháng 2 năm 2022. Kính thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa giữ ổn định, trong khi giá gạo nguyên liệu giảm từ 50 đến 150 đồng trên kg. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý bà con, vừa qua, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời vừa công bố việc ký kết hợp đồng mua bán, tài trợ sản xuất 2 triệu tấn lúa trị giá hơn 12.000 tỷ đồng trong năm 2022 với các công ty, đại lý nông sản và các ngân hàng đã hợp tác lâu dài với tập đoàn. Đồng thời, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời cũng thông báo việc thành lập công ty cổ phần nông sản Lộc Trời và công ty cổ phần giống cây trồng Lộc Trời. Hai công ty này sẽ triển khai thực hiện xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp dựa trên mô hình cánh đồng mẫu lớn và chuỗi liên kết lúa gạo mà tập đoàn Lộc Trời là đơn vị tiên phong. Trong đó, thông qua hợp đồng cung ứng 2 triệu tấn lúa cho các đối tác trong nước và phục vụ xuất khẩu, công ty cổ phần nông sản Lộc Trời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp, giải quyết đầu ra cho cây lúa và giúp cho việc tổ chức mùa vụ được chủ động hơn. Để đảm bảo nguồn lực tài chính cho đơn hàng 2 triệu tấn lúa này, tập đoàn Lộc Trời và công ty cổ phần nông sản Lộc Trời đã làm việc và thuyết phục các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước như HSBC, BIDV, VPBank, HDBank, Mizuho, Casicom, Rock River Capital đồng tài trợ 12.000 tỷ đồng cho toàn bộ chuỗi sản xuất cung ứng. Cụ thể, khi tham gia các hợp tác xã liên kết với tập đoàn Lộc Trời, các hộ nông dân sẽ được đảm bảo cung cấp đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp và dịch vụ cần thiết, không lo thiếu vốn sản xuất cũng như giảm đáng kể các rủi ro về biến động giá cả các loại vật tư nông nghiệp vốn đang tăng rất cao thời gian vừa qua. Trước mỗi vụ, công ty cổ phần nông sản Lộc Trời cam kết tiêu thụ toàn bộ sản lượng lúa trồng được để đảm bảo thu nhập ổn định cho các hộ nông dân và tăng tính cạnh tranh của lúa gạo hàng hóa trên thị trường quốc tế. Đơn hàng 2 triệu tấn lúa và hợp đồng tài trợ 12.000 tỷ đồng được ký kết hôm nay là minh chứng cho sự tin tưởng của các đối tác trong nước và quốc tế đối với mô hình kinh doanh, tổ chức sản xuất quy mô lớn theo đơn hàng của tập đoàn Lộc Trời nói chung và công ty cổ phần nông sản Lộc nói riêng, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Lộc Trời chia sẻ. Được biết, công ty cổ phần nông sản Lộc Trời là kết quả kế thừa mảng lương thực của tập đoàn Lộc Trời, đóng góp hơn 4.000 tỷ đồng doanh thu của toàn tập đoàn trong năm 2021. Công ty cổ phần nông sản Lộc Trời là khâu đầu và cũng là khâu cuối cực kỳ quan trọng trong quy trình khép kín từ hạt giống, đến khi thu hoạch và vận chuyển đến hệ thống 24 nhà máy sở hữu và liên kết được phân bổ khắp đồng bằng sông Cửu Long để sấy, xay xác, lưu kho và giao hàng theo tiến độ hợp đồng đã ký. Trong khi đó, công ty cổ phần giống cây trồng Lộc Trời tiền thân là ngành giống của tập đoàn Lộc Trời đã đóng góp gần 900 tỷ đồng vào doanh thu 2021. Hiện sản xuất trên 60.000 tấn lúa giống các loại, phân phối trực tiếp qua hệ thống phân phối trên 300 đại lý phủ khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Công ty cổ phần giống cây trồng Lộc Trời là đơn vị khai thác các giống lúa mà tập đoàn Lộc Trời sở hữu và được cấp quyền sản xuất và thương mại, bao gồm cả giống lúa Lộc Trời 28, quán quân gạo thơm thế giới năm 2018 và giải nhất Thảo Ngon thương hiệu Việt vào tháng 1 năm 2022. Thưa quý bà con, sáng nay tại kho An Giang, giá lúa tiếp tục xu hướng đi ngang. Hiện nếp vỏ khô giữ mức 6.800 đồng trên kg, nếp Long An khô 6.500 đồng trên kg, lúa Đài Thơm 8 tươi 5.900 đến 6.000 đồng trên kg, lúa IR50404 tươi 5.200 đến 5.400 đồng trên kg, lúa OM5451 tươi 5.500 đồng trên kg, lúa OM18 giá 5.900 đồng trên kg, lúa OM380 giá 5.400 đến 5.500 đồng trên kg, đàn hoa chín giá 5.900 đến 6.000 đồng trên kg, lúa IR50404 khô 6.000 đồng trên kg, lúa nàng nhen khô 12.000 đồng trên kg. Với giá gạo, hôm nay có sự biến động nhẹ khi giảm từ 50 đến 150 đồng trên kg. Hiện giá gạo nguyên liệu IR504 ở mức 7.700 đến 7.750 đồng trên kg, giảm 150 đồng trên kg so với hôm qua. Giá gạo thành phẩm IR504 ở mức 8.550 đến 8.600 đồng trên kg, giảm 50 đồng trên kg. Tấm IR504 ở mức 7.300 đến 7.400 đồng trên kg, cám khô cũng giảm 100 đồng, xuống còn 7.300 đến 7.400 đồng trên kg. Tại các chợ lẻ,
giá gạo giữ ổn định so với hôm qua, trong khi giá cán tăng nhẹ 500 đồng trên kg lên mức 8.000 đồng trên kg. Riêng các chủng gạo còn lại giá ổn định gồm gạo thường 11.000 đến 12.000 đồng trên kg, nếp ruột 14.000 đồng trên kg, gạo thơm jasmine 15.000 đến 16.000 đồng trên kg, gạo hương lại 19.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 17.500 đồng trên kg, gạo sóc thường 14.000 đồng trên kg, gạo sóc thái 18.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg, gạo nhật 20.000 đồng trên kg. Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo nguyên liệu ổn định, các kho cung ứng thu mua nhiều hơn. Giá lúa các loại có sự chênh lệch nhẹ từ 100 đến 200 đồng trên kg tùy vào chất lượng. Hiện các thương lái đang đẩy mạnh thu mua lúa. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi. Quý bà con mong muốn giá lúa gạo đạt bao nhiêu để có lãi? Xin hãy bình luận, đóng góp ý kiến dưới video để kênh ghi nhận và đề xuất nhà nước có biện pháp hỗ trợ giá hợp lý, giúp bà con nông dân. Hãy cùng đồng lòng góp ý dưới video vì mục đích chung, vì cuộc sống mai sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con trong bản tin giá lúa gạo tiếp theo. Sau đây là bản giá lúa chi tiết mới nhất đầy đủ trên thị trường. Kênh xin gửi đến quý bà con cùng tham khảo.